Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hải Dương chuẩn bị tuần lễ vải thiều Thanh Hà tại Hà Nội. Huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam quan tâm đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Không khí tại khu du lịch Tam Cốc tỉnh Ninh Bình trong tuần lễ du lịch sắc vàng Tam Cốc Tràng An. Dấu ấn chương trình hát quan họ trên thuyền tại Bắc Ninh. Gia tăng số bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tại Thái Bình. Xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên kiên quyết ngăn chặn nạn bảo kê máy gặt. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong các chuỗi hoạt động tìm đầu ra tiêu thụ nông sản nói chung và vải thiều nói riêng, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương vừa làm việc với đại diện Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro bàn giải pháp tiêu thụ vải thiều và chuẩn bị tổ chức tuần lễ vải thiều Thanh Hà tại Hà Nội vào ngày 16 tháng 6 tới. Tìm hiểu thực tế về quy trình sản xuất, năng suất, sản lượng, thời gian thu hoạch vải thiều Thanh Hà, Hapro sẽ phối hợp với các đơn vị hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp làm đầu mối thu mua vải thiều, đảm bảo chất lượng để cung cấp cho toàn hệ thống. Đồng thời cam kết với ngành công thương trong ngày đầu của tuần lễ sẽ bao tiêu 2,5 đến 3 tấn vải tại gần 30 điểm bán hàng thuộc hệ thống và các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngành công thương Hải Dương cam kết phối hợp chỉ đạo các đơn vị cung ứng sản phẩm vải thiều được trồng theo quy trình Việt Gáp và dán tem truy xuất nguồn gốc. Nằm trong vùng chiêm trũng của huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, trong những năm qua, xã Gia Trung đã tập trung chuyển dịch đất kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản để tăng thu nhập cho đơn vị diện tích. Mới đây, xã đã thành lập hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Nhật Thành nhằm tập hợp những hộ có cùng mục đích liên kết hình thành chuỗi giá trị gia tăng. Hợp tác xã được thành lập với 29 thành viên, diện tích nuôi trồng gần 50 ha. Hoạt động chính là xây dựng quy trình sản xuất, giám sát, quản lý chất lượng sản phẩm của thành viên hợp tác xã từ đầu vào đến đầu ra như con giống, quy trình sản xuất, cách sử dụng thức ăn, thuốc phòng trị bệnh và thu hoạch, đảm bảo sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Hợp tác xã sẽ là đầu mối liên hệ với các công ty cung cấp giống thức ăn và thuốc thủy sản để phân phối cho các thành viên và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm khi có nhu cầu. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế vùng ven biển, những năm qua tỉnh Thái Bình đã đầu tư mở rộng vùng nuôi ngao của hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy. Và đến nay, tổng diện tích nuôi ngao của toàn tỉnh lên đến trên 3.300 ha với tổng sản lượng trung bình lên tới 90.000 tấn mỗi năm. Và là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng ngao nuôi. Tuy nhiên, để nuôi ngao thực sự bền vững, ít chịu rủi ro từ thiên tai dịch bệnh, người nuôi ngao luôn cần phải tuân thủ những khuyến cáo từ ngành chức năng. Ngao là đối tượng nuôi chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nuôi của hai huyện ven biển Thái Thụy và Tiền Hải. Có vụ, nếu thắng lớn, người nuôi ngao thu nhập tiền tỷ. Nhưng đó là trong điều kiện người nuôi hiểu được quy luật thời tiết, nắm vững kỹ thuật nuôi và thị trường thuận lợi. Bởi nếu không, với các tác động từ thời tiết, chất lượng nước, chất gây ô nhiễm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống của ngao. Trong quá trình quan sát giám sát vùng nuôi ngao tại Thái Bình từ năm 2015 đến đây, thì chúng tôi nhận thấy những cái thời điểm mà cần phải chú ý như là thời điểm nắng nóng, thì khi mà bãi ngao phơi bãi vào buổi trưa chiều, thời gian phơi bãi dài, nhiệt độ bãi tăng cao thì sẽ làm ảnh hưởng đến ngao nuôi. Nhiều năm gần đây, công tác kiểm tra môi trường, nguồn nước và mật độ nuôi đã được Chi cục Thủy sản phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Bình, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 thực hiện để đưa ra những khuyến cáo cho bà con nhằm tránh những rủi ro. Ngay trong vụ nuôi năm nay, qua kiểm tra một số ao nuôi, mật độ cao gấp từ 4 đến 6 lần so với khuyến cáo. Khuyến cáo bà con là đối với những cái vây nuôi mà mật độ cao thì san thưa để đảm bảo cái mật độ khuyến cáo là từ 250 cho đến 350 con trên mét vuông. Còn đối với lại ương ngao giống thì thả với cái mật độ là từ 1.000 đến 2.000 con. Vùng ven biển hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy từ nhiều năm nay đã trở thành vựa nuôi ngao thương phẩm lớn nhất cả nước. Nhưng để phát huy hết tiềm năng và thế mạnh, không để thời tiết và dịch bệnh gây ảnh hưởng tới chất lượng con ngao, không để tái diễn tình trạng được mùa mất giá hay được giá mất mùa, thì những người nuôi cần thay đổi lối tư duy truyền thống, thực hiện nuôi trồng bài bản và khoa học hơn.
Những năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng đô thị. Công tác xây dựng cơ bản tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với tăng cường quản lý chất lượng xây dựng công trình, tranh thủ tối đa các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cấp trên, kết hợp với tích cực huy động nguồn lực tại địa phương. Duy Tiên đã tập trung đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp các công trình xã hội dân sinh, hạ tầng kinh tế, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, đặc biệt là tuyến tránh quốc lộ 1A, tuyến tránh quốc lộ 38. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn huyện Duy Tiên ước thực hiện trong 3 năm từ 2016 đến 2018 là hơn 17.922 tỷ đồng, đạt 52,48% so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020. Tỉnh Nam Định hiện có hơn 90 làng nghề, tạo việc làm cho gần 83.300 lao động với giá trị sản xuất ước đạt gần 240 tỷ đồng mỗi năm. Cùng với sự phát triển của làng nghề, cuộc sống người dân nhiều địa phương đã khởi sắc. Bên cạnh đó cũng còn nhiều vấn đề cần quan tâm như quy hoạch làng nghề, xử lý môi trường, tổ chức tuyên truyền phát triển du lịch làng nghề. Để các làng nghề phát triển bền vững, thời gian tới các cấp các ngành liên quan cần thực hiện những ưu đãi, hỗ trợ các làng nghề được công nhận theo quy định về vốn đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề, hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách để phát triển một số sản phẩm đặc trưng của làng nghề, phát triển sản xuất kết hợp với du lịch làng nghề, từng bước khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề, đưa ra giải pháp để các cơ sở sản xuất tại các làng nghề tiếp cận thị trường quốc tế, xuất khẩu các sản phẩm của làng nghề. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa có văn bản gửi Đài Truyền hình Việt Nam chấp thuận việc đăng cai địa điểm tổ chức vòng chung kết cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam năm 2019. Dự kiến cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh có diện tích trên 1.000 m2, sức chứa 2.500 chỗ ngồi với trên 20 phòng chức năng có đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Nơi đây đã từng tổ chức thành công các sự kiện thể thao lớn mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Trước đó, Đài Truyền hình Việt Nam VTV đã cử đại diện về tìm hiểu khảo sát tại trường Đại học Sao Đỏ, làm việc với đại diện văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Khoa học Công nghệ và đề nghị tổ chức vòng chung kết cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam tại Hải Dương. Được biết, Đại học Sao Đỏ đã 12 năm tham gia cuộc thi này và 10 năm liên tục đội tuyển Robocon của nhà trường lọt vào vòng tứ kết chung kết toàn quốc. Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định, ngoài việc tuyên truyền chung kết cuộc thi Robocon Việt Nam năm 2019, VTV sẽ thực hiện một số chương trình tuyên truyền quảng bá, giới thiệu, đưa hình ảnh mảnh đất con người và nét văn hóa đặc trưng của Hải Dương trên sóng VTV tới bạn bè trong nước và quốc tế. Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chuyên đề giáo dục mang tính chuyên sâu đối với bậc học mầm non, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ. Gần 300 trường mầm non trong tỉnh đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề. Cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường nghiên cứu, lựa chọn những bài tập phù hợp với khả năng của trẻ. Nhiều trường đã được đầu tư xây dựng phòng giáo dục phát triển thể chất, có đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, phục vụ phát triển vận động cho trẻ. 100% các nhà trường được trang bị các thiết bị, đồ chơi giáo dục phát triển vận động. Việc thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non và xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm đã giúp trẻ hình thành thói quen vận động cần thiết, có lợi cho sức khỏe, cải thiện tầm vóc, hạn chế trẻ nhút nhát, yếu thể lực, thừa cân, béo phì. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng về cân nặng và chiều cao giảm xuống còn 2,8%, 96,8% trẻ phát triển tốt. Lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ đạt 99,1%, phát triển ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm đạt 100%, tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần hàng năm tăng lên. Tuần du lịch Ninh Bình năm 2018 với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc Tràng An diễn ra từ ngày 9 đến hết ngày 16 tháng 6 tại khu du lịch Tam Cốc, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Với nhiều hoạt động sôi nổi như hội chợ triển lãm, trình diễn nghệ thuật thêu sen, tham quan phố đi bộ, mua sắm thưởng thức ẩm thực địa phương, đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan, 600 lái đò cũng đã được tập huấn, cấp chứng chỉ đầy đủ, được nâng cao kiến thức về du lịch để giới thiệu cho du khách về các danh lam thắng cảnh của địa phương.
Tôi biết được đến tuần lễ du lịch Ninh Bình Mùa Vàng Tam Cốc và Tràng An này thông qua báo chí, truyền hình và qua bạn bè giới thiệu. Vì là đến đây thì tôi thấy là có rất là nhiều các cái hoạt động, ví dụ như là có múa rối nước, rồi có các cái gian hàng trưng bày, rồi là có hát chèo, những cái hoạt động mang tính chất là rất là truyền thống. Và đến đây thì mình thấy cảm thấy rất là thích thú vì ở đây đúng vào cái dịp là lúa đang vàng và cảnh rất là đẹp. Các cô lái đò thì rất là thân thiện và các cô có giới thiệu về cái tuần lễ du lịch Tam Cốc Tràng An mùa lúa chín này, và đặc biệt là đi qua từng cái địa danh thì các cô cũng giới thiệu cho khách du lịch để khách du lịch biết là những cái địa danh này là như thế nào. Đối với chúng tôi lái đò là rất là vui khi khách đến tham quan rất là đông. Tôi mong là tỉnh năm nào cũng mở cái tuần du lịch này để cho khách thập phương về để tham quan tuyến Tam Cốc ạ, càng ngày càng đông vui hơn ạ. Tại các gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Ninh Bình như sản phẩm gốm Bồ Bát, đá mỹ nghệ Ninh Vân cũng thu hút đông đảo du khách tham quan mua sắm, nhất là khu vực trình diễn nghề thêu Văn Lâm. Đây là dịp khai thác hiệu quả các giá trị, bản sắc riêng có của Tam Cốc, đưa những sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn của Ninh Bình tới đông đảo du khách, là cơ hội để quảng bá, trao đổi, hợp tác về văn hóa và du lịch với các địa phương trong nước và quốc tế. Thực hiện chủ trương của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua chương trình Hát quan họ trên thuyền cùng với các hoạt động văn hóa hưởng ứng diễn ra ở phố đi bộ được tổ chức định kỳ đã trở thành điểm nhấn đặc sắc trong hoạt động văn hóa du lịch của tỉnh. Đây là cách làm độc đáo hướng đến giá trị văn hóa nhân văn cao cả vì một thành phố Bắc Ninh đáng sống, qua đó góp phần tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới, dân ca quan họ Bắc Ninh ngày càng phát triển, trường tồn và lan tỏa. Quan họ hình thành và phát triển gắn liền với cuộc sống sinh hoạt của người dân nên rất gần gũi, phù hợp với tất cả các đối tượng. Bởi vậy, việc đưa quan họ đến gần với nhân dân bằng việc tổ chức thành hoạt động định kỳ hàng tháng, phục vụ nhân dân và du khách là chủ trương phù hợp lòng dân. Đây được đánh giá là một trong những nỗ lực lớn và bước đột phá của tỉnh Bắc Ninh trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới, dân ca quan họ Bắc Ninh. Qua 5 lần tổ chức, chương trình Hát quan họ trên thuyền ngày càng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Tôi cảm thấy là ở đất Bắc Ninh là rất là phong phú và đa dạng, dân ca quan họ Bắc Ninh rất là hay ạ. Và tôi thấy những cái chương trình ở phố đi bộ này rất là bổ ích, đặc biệt là rất trong giây phút giải trí là rất là tuyệt. Nghe những làn điệu quan họ của Bắc Ninh đã đang ngấm vào trong người tôi, coi như là tôi rất chi là mê, nhưng mà vì tuổi già chưa có điều kiện nào mà để tham dự được, nhưng tôi rất thích và tôi rất chi là khi mà hôm nay là buổi đầu tiên tôi đến đây sẽ nghe quan họ, nhưng tôi thấy là thường là đến thứ bảy là tôi sẽ hàng ngày, tôi sẽ coi như là hôm nào cũng dành thời gian để nghe được quan họ, tôi thấy rất chi là sung sướng. Chúng tôi là dân quan họ Bắc Ninh, chúng tôi rất chi là mong muốn những hình thức quan họ ngày ngày càng được phát triển hơn để dân chúng tôi được lắng nghe và được thấm hiểu những làn điệu dân ca quan họ. Chương trình biểu diễn quan họ trên thuyền mang rất nhiều ý nghĩa, song về sâu xa chính là sự tri ân với cộng đồng những người yêu say quan họ. Chương trình còn như khóa tập huấn, góp phần đào tạo hình thành một lớp công chúng mới biết thưởng thức và yêu nghệ thuật, trong đó có quan họ. Những đêm diễn sướng quan họ trên thuyền đã mang đến một luồng gió mới, đánh dấu bước chuyển trong đời sống văn hóa nghệ thuật tỉnh nhà. Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam tổ chức đợt hiến máu lần 2 năm 2018. Với thông điệp sẻ giọt máu đào trao niềm hy vọng, trong ngày hội ý nghĩa này đã có gần 800 tình nguyện viên, chủ yếu là công an, đoàn viên thanh niên, cán bộ giáo viên các trường học và hội viên các đoàn thể trên địa bàn đến đăng ký tham gia. Qua khám sàng lọc, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã làm thủ tục lấy máu của những tình nguyện viên đủ điều kiện, kết quả thu được 324 đơn vị máu. Như vậy, qua hai đợt hiến máu năm 2018, huyện Thanh Liêm thu được tổng cộng 609 đơn vị máu, đạt 113% chỉ tiêu kế hoạch giao. Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị chức năng tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người, đồng thời giao chỉ tiêu vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên của địa phương, đơn vị tích cực tham gia các chiến dịch hiến máu.
Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình diễn biến phức tạp. Không chỉ sốt xuất huyết đang có nguy cơ bùng phát do điều kiện thời tiết thuận lợi, mà nhiều bệnh truyền nhiễm khác cũng bắt đầu gia tăng số bệnh nhân. Trong tháng 5, Trung tâm Y tế Dự phòng đã ghi nhận 1 trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết, 5 trường hợp viêm não virus, nghi viêm não Nhật Bản, 3 trường hợp viêm màng não mủ, 2 bệnh nhân ho gà, 3 bệnh nhân sốt phát ban nghi sởi và 40 bệnh nhi mắc tay chân miệng. Bên cạnh đó, nhiều dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi đang có nguy cơ cao xâm nhập vào Việt Nam là cúm AH7N9, sốt vàng, dịch hạch. Trước tình trạng này, hệ thống y tế dự phòng đã tăng cường công tác giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch, khoanh vùng không để dịch bùng phát trên diện rộng. Bệnh viện Phổi Hải Dương vừa triển khai xây dựng mô hình bệnh viện an toàn về an ninh trật tự. Đây là bệnh viện thứ tư trong tỉnh triển khai mô hình này. Hàng ngày, Bệnh viện Phổi Hải Dương có khoảng hơn 1.000 lượt bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ra vào. Một số đối tượng hình sự trộm cắp, lưu manh, cờ bạc, nghiện hút, thường trà trộn, giả làm người nhà bệnh nhân để móc túi trộm cắp tài sản. Để xây dựng bệnh viện an toàn về an ninh trật tự, bệnh viện tăng cường công tác giáo dục pháp luật và y đức tới đội ngũ y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trên địa bàn và các khu vực xung quanh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng công an trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát, nhất là ở các khu vực đông người, hành lang, khoa phòng, khu vực thường xuyên xảy ra trộm cắp tài sản, nhằm phát hiện, ngăn chặn và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại bệnh viện. Vụ lúa xuân năm nay, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cơ sở thôn tổ chức hợp đồng máy gặt cho nhân dân, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Vụ xuân năm nay, toàn xã Hải Triều có tổng diện tích khoảng 600 mẫu. Đến nay, toàn xã đã thu hoạch được trên 60% diện tích và không có tình trạng bảo kê máy gặt. Để kịp thời ngăn chặn nạn bảo kê máy gặt ngay từ đầu vụ thu hoạch, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các thôn. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã sẽ đứng ra tổ chức ký hợp đồng máy gặt cho nhân dân. Trong đó, niêm yết công khai mức giá chung khi thuê máy gặt là 100.000 đồng một sào. Trong quá trình thu hoạch, nếu phát hiện chủ máy tự ý nâng giá vượt quy định, Ủy ban nhân dân xã sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu chủ máy phải bồi thường số tiền đã thu dư cho bà con. Giao nhiệm vụ cho trưởng các thôn phối hợp với lực lượng công an xã, cán bộ hợp tác xã có trách nhiệm theo dõi sát tình hình thu hoạch lúa của bà con nông dân nhằm đảm bảo tiến độ năng suất lúa. Với cách làm này, vụ lúa xuân năm nay, bà con trên địa bàn xã rất phấn khởi và an ninh đồng ruộng được đảm bảo. Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, huyện Tiền Hải đã chỉ đạo các địa phương trong huyện tổ chức tuyên truyền, chấn chỉnh và xử lý tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông tỉnh, tập trung vào các đối tượng hộ kinh doanh buôn bán trên các trục giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến giao thông do huyện quản lý và các điểm ngã ba, ngã tư, đoạn đường hẹp, đường xấu và khu vực chợ có mật độ dân cư cao. Vận động, tuyên truyền và quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông làm nơi buôn bán, tổ chức việc hiếu, việc khỉ gây cản trở và nguy cơ mất an toàn giao thông. Chỉ riêng việc thực hiện chỉ thị 04 từ đầu năm đến nay, huyện Tiền Hải đã ban hành trên 20 văn bản hướng dẫn đôn đốc và chỉ đạo các địa phương duy trì và thực hiện nghiêm chỉ thị 04. Qua đó đã cơ bản giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông tại 16 điểm ùn tắc ở các xã, thị trấn. Đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên giám sát việc chấp hành chỉ thị 04 ở các địa phương, kiên quyết xử lý tình trạng tài lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, đặc biệt là tại khu vực thị trấn huyện Tiền Hải. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.